Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của tỉnh tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 12 đến 18 giờ ngày 2 tháng 12, Tây Ninh ghi nhận 767 ca, tăng 43 ca so với ngày 1 tháng 12. Trong đó, test dương sàng lọc 766 ca, cách ly tập trung 1 ca. Cụ thể như sau, ngoài tỉnh 46 ca, tại huyện Gò Dầu 158 ca, tăng 5 ca. Trong đó, Bầu Đồn 71 ca, Cẩm Giang 31 ca, Hiệp Thạnh 23 ca, Phước Thành 1 ca, Phước Trạch 2 ca. Thành Phước 29 ca, thị trấn Gò Dầu 1 ca. Thị xã Hòa Thành 105 ca, tăng 87 ca, trong đó Hiệp Tân 37 ca, Long Thành Bắc 12 ca, Long Thành Nam 18 ca, Trường Tây 38 ca. Tại thị xã Trảng Bàng 95 ca, giảm 73 ca, trong đó An Hòa 13 ca, An Tịnh 25 ca, Gia Bình 3 ca, Gia Lộc 11 ca, Hưng Thuận 1 ca, Lộc Hưng 19 ca, Phường Trảng Bàng 2 ca, Phước Bình 17 ca và Phước Chỉ 4 ca tại huyện Châu Thành 90 ca giảm 70 ca, trong đó Hảo Đức 8 ca, Hòa Hội 5 ca, Hòa Thành 10 ca, Long Vĩnh 10 ca, Ninh Điền 8 ca, Phước Vinh 7 ca, Thanh Điền 31 ca, Thành Long 11 ca, thành phố Tây Ninh 86 ca, giảm 14 ca, trong đó Bình Minh 5 ca, Hiệp Ninh 13 ca, Ninh Sơn 26 ca, Ninh Thạnh 11 ca, phường 1 5 ca, phường 3 8 ca, Tân Bình 10 ca và Thành Tân 8 ca huyện Dương Minh Châu 69 ca, tăng 69 ca. Trong đó, Bào Năng 3 ca, Bến Củi 11 ca, Cầu Khởi 9 ca, Chà Là 14 ca, Phước Minh 11 ca, Phước Ninh 9 ca, Thị trấn Dương Minh Châu 4 ca, Trung Mít 8 ca. Tại huyện Bến Cầu có 45 ca nhiễm, giảm 2 ca. Trong đó, An Thạnh 1 ca, Lợi Thuận 25 ca, Long Chữ 4 ca, Long Giang 1 ca, Long Phước 3 ca, Long Thuận 1 ca, Thị trấn Bến Cầu 9 ca, Tiên Thuận 1 ca. Huyện Tân Biên 41 ca, tăng 41 ca, trong đó Tân Lập 21 ca, Tân Phong 3 ca, Thành Bắc 2 ca, Thành Tây 10 ca, thị trấn Tân Biên 5 ca. Thưa quý vị, tại huyện Tân Châu 32 ca, giảm 43 ca, trong đó Tân Đông 10 ca, Tân Hiệp 2 ca, Tân Hòa 1 ca, Tân Hội 10 ca, Tân Hưng 1 ca và Tân Thành 8 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung là 1.175 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 16.279 người. Về công tác điều trị, Tổng số ca mắc COVID-19 là 39.155 ca, đang điều trị 12.449 ca. Số ca tử vong 289 ca. Trong ngày 2 tháng 12 có 8 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, đến ngày 2 tháng 12, tỉnh đã thiết lập 1.198 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 370 vùng, 828 vùng đã giải tỏa. Về thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68